Như vậy là sau 5 năm vắng bóng, vào cuối tuần này thì F1 sẽ chính thức quay trở lại với quốc gia đông dân thứ hai thế giới, Trung Quốc. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần gần nhất mà F1 đặt chân đến đường đua quốc tế Thượng Hải năm 2019. Có thể kể tới những việc Logan Sargeant, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri hay Châu Quan Vũ khi ấy vẫn chỉ còn đang tranh tài những giải đấu hạng dưới. Fernando Alonso, Esteban Ocon đều vắng mặt. Còn Lando Norris, Alexander Albon và Charles Russell lúc bấy giờ chỉ là những chàng tân binh. Chính những điều này sẽ giúp cho chặng Chinese Grand Prix sắp tới rất được mong đợi và hứa hẹn sẽ thu hút được rất nhiều những cổ động viên tới đường đua theo dõi, bởi họ sẽ được chứng kiến tận mắt sự xuất hiện của Châu Quan Vũ, tay đua đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc tham gia một chặng đua F1, một người sinh ra và lớn lên ở chính thành phố Thượng Hải. Nhiều điều đã thay đổi trong quãng thời gian mà GP Trung Quốc vắng bóng khỏi lịch thi đấu của F1, nhưng có một thứ chắc chắn vẫn sẽ được giữ nguyên, đó là sự kịch tính mà trường đua quốc tế Thượng Hải từng mang lại trong quá khứ. Với chiều dài 5,451 km trong một vòng đua và được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức Hermann Tinke, đường đua quốc tế Thượng Hải sẽ là sự kết hợp giữa những đoạn đường lắt léo tốc độ cao với những góc cua chậm, thêm vào đó là hai đoạn thẳng dài giúp cho hệ thống giảm lực cản DRS có thể phát huy được tối đa công dụng của nó. Ngoài ra thì thật tình cờ khi sự trở lại của Chinese Grand Prix lại đúng vào dịp mà Sprint Race được tổ chức lần đầu. Nhưng với các cổ động viên thì chúng ta có thể trông chờ vào một cuộc đua với kết quả khó đoán hơn. Red Bull đã bỏ qua thất bại tại Australia bằng một màn trình diễn rất thuyết phục ở Nhật Bản với chiến thắng 1-2 của Max Verstappen và Sergio Perez. Chiếc RB20 tỏ ra quá phù hợp với yêu cầu về lực ép cao hay downforce của trường đua Suzuka. Và dù cho đường đua quốc tế Thượng Hải có thiết kế cân bằng hơn, đôi đua nước Áo vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho hai vị trí đầu tiên trên bục trao giải. Tuy nhiên, thì với sự phức tạp của thể thức sprint race tuần này, khả năng mắc sai sót sẽ là cao hơn rất nhiều và gần như là sẽ không có cơ hội để khắc phục. Trong trường hợp đó xảy ra thì Ferrari vẫn sẽ là đôi đua có khả năng tận dụng cú sẩy chân của bó húc cao nhất. Ở một đường đua được xem là gót chân asin của vợ chồng trong quá khứ là Suzuka, hai chiếc SF24 của Carlos Sainz và Charles Leclerc vẫn lần lượt cán đích ở vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. Đáng chú ý hơn là việc họ đạt được kết quả này bằng hai chiến thuật khác nhau, khi Sainz thì dừng thế lốp ở hai lần. Còn Leclerc dù phải xuất phát từ vị trí thứ 8, nhưng với chỉ một pit stop duy nhất mới có thể cải thiện tới 4 vị trí. Có được điều này là nhờ đôi đua đến từ Italia đã cải thiện được đáng kể khả năng giữ lốp, điểm yếu cố hữu từ những chiếc xe thế hệ trước của nhà vợ chồng. Trong khi Ferrari đang hài lòng với sự cải thiện rõ rệt của mình sau một năm vất vả, thì rõ ràng là McLaren sẽ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đôi đua màu đu đủ đã nhanh hơn chính họ so với thời điểm này cách đây một năm về trước, nhưng nếu đem ra so sánh với giai đoạn cuối mùa giải 2023, thì họ có vẻ như đang bị bỏ lại trong cuộc đua về phát triển xe. Lấy ví dụ rõ nhất là ở GP Nhật Bản năm trước, chặng đua diễn ra vào tháng 9, nửa sau của mùa giải 2023, McLaren đã có một podium kép với vị trí thứ 2 và thứ 3 của Lando Norris cùng với Oscar Piastri. Nhưng năm nay thì họ lại không thể lên nổi mục trao giải ở GP Nhật Bản, dù có thành tích phân hạng tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ferrari. Khả năng giữ lốp kém của chiếc MCL38 khiến cho McLaren buộc phải bố trí Norris và Piastri pit rất sớm, dẫn đến việc không thể chống đỡ những đợt tấn công của nhà ngựa chồm ở phần cuối cuộc đua khi lốp đã bị bào mòn vì phải chạy quá lâu. Thậm chí là việc Piastri của Raceway chưa thực sự ổn định trong cuộc đua chính cũng khiến cho McLaren gặp bất lợi về mặt quân số trong việc triển khai chiến thuật và tranh chấp các vị trí. Tới Thượng Hải thì mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn gấp bội cho Andrea Stella và các cộng sự khi lợi thế về lực ép cao hay downforce sẽ không còn đáng kể nữa. Chưa kể tới việc hai đoạn thẳng dài sẽ khiến điểm yếu về mặt tốc độ của MCL38 bị phơi bày. Trong lần gần nhất mà F1 thi đấu tại Trung Quốc vào năm 2019, Lewis Hamilton và Valtteri Bottas đã đem về chiến thắng 1-2 tương đối dễ dàng dành cho Mercedes và họ cũng là đội đua có nhiều lần thắng chạng nhất tại đây với tất cả 6 lần. Tuy nhiên sau 5 năm thì những mũi tên bạc đã đánh mất đi vị thế dẫn đầu của mình. Đến rồi thời điểm hiện tại thì chẳng ai dám tin vào khả năng sẽ có một đại diện của đội đua nước Đức xuất hiện trên podium, chứ không thể nói đến việc có thể tái lập được thành tích như trước đây. Mercedes đã có những điều chỉnh về cánh gió trước của mình với hy vọng có thể giảm bớt được lực cản không khí tại Suzuka nhằm gia tăng tốc độ trên đường thẳng. Nhưng rồi thì cuối cùng họ và McLaren vẫn là hai đội đua có tốc độ tối đa thấp nhất trong ngày đua phân hạng tại Suzuka. Rõ ràng là lực cản không khí cao thường đi với khả năng giữ lốp tốt hơn nhờ thiết lập xe hay downforce, nhưng đó không phải là trường hợp của Mercedes khi mà trong cuộc đua chính, những bộ lốp của chiếc W15 thường xuyên gặp tình trạng quá nhiệt. Điều đó khiến cho ý đồ chiến thuật hoàn thành cuộc đua chỉ với hai bộ lốp cứng C1 của họ bị phá sản hoàn toàn. Khả năng giữ lốp tốt cùng với Raceway ổn là thứ cứu cánh của Mercedes trong suốt hai mùa giải vừa qua. Nhưng giờ đây thì cả hai điều đó cũng đang dần biến mất. Với chỉ 34 điểm sau 4 chặng mở màn, đây chính là khởi đầu tệ nhất của Mercedes kể từ khi bước sang thập kỷ 2020. Nếu không có một phép màu nào xảy ra, thì GP Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục là một chặng đua đầy rẫy khó khăn cho Toto Group và toàn bộ tập thể của những mũi tên bạc.
Ngoài cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở nhóm đầu, chắc chắn là các khán giả có mặt tại trường đua quốc tế Thượng Hải vẫn sẽ trông chờ vào sự xuất hiện của Châu Quan Vũ. Phải tới mùa giải thứ 3 có mặt tại F1 thì Châu Quan Vũ mới có thể được thi đấu trước các khán giả nhà. Và đây sẽ là động lực để chàng trai 24 tuổi tìm kiếm những điểm số đầu tiên trong năm 2024 sau khởi đầu hết sức khó khăn cùng với Sauber. Trên đây là những nhận định của chúng tôi trước thềm chặng đua thứ 5 của mùa giải F1 2024. Hãy cùng đón xem những diễn biến của Formula One Lenovo Chinese Grand Prix 2024 từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 trực tiếp và độc quyền trên truyền hình số vệ tinh cả cộng.